Bây giờ chúng ta cùng khám phá trong series video lần này chúng ta sẽ có những quyển truyện nào nhé các bạn. Trên màn hình các bạn đây chúng ta sẽ có các quyển truyện như sau. Chúng ta sẽ có là combo các quà tặng trong mùa movie 26 tàu ngầm sắc màu đen Conan nhé các bạn. Khi vào đó chúng ta sẽ có một số phần truyện như sau. Chúng ta có Lost Color tập 28 nhé các bạn. Chúng ta có Let Me In The Moon đóng lại em Dĩ Hương được chưa tập 7 nha các bạn. Chúng ta có Kasuha đây, cái bên đây Kasuha cuộc chiến tỏ tình tập 21 kèm theo quà tặng. Đó ta sẽ có tập 7 Marcel nha các bạn, một bộ truyện cũng khá là đầu tư đến từ nhà xuất bản Kim Đồng. Tiếp theo chúng ta có hai ấn phẩm đến từ nhà xuất bản trẻ, đó chính là Kingdom tập 54 và Firefox tập 10. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Và mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua các phần truyện cũng như phần quà trước khi mình review chi tiết hơn về từng phần truyện và phần quà nha các bạn. Lại một lần nữa mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tất cả các phần quà của Conan Movie 26 nha các bạn. Tất cả phần quà gồm Monster Leofy, rồi cặp, rồi huy hiệu, rồi cạc nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Nếu video này sau một tuần đạt 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 5 bạn, mỗi bạn một món bất kỳ cho màn hình, các bạn được quyền tự chọn nha. Nếu sau một tuần video này đạt được 5.000 view, rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua các phần quà của movie Conan nha. Và trong đây mình thiếu rất nhiều phần quà, nếu các bạn nào có phần quà hiếm thì các bạn hãy comment phía dưới, nếu giá ổn mình sẽ liên hệ lại và mình mua nha các bạn. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.